Kinh Kim Cang. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh là kinh nói về trí tuệ Phật, tức là Bát Nhã, loại trí tuệ đã tạo thành viên mãn, tức là Ba La Mật. Trí tuệ này có công năng đưa chúng ta từ bến bờ mê muội của chúng sanh sang bờ giác ngộ giải thoát của chư Phật. Sau 20 năm thuyết pháp về những chân lý sinh diệt của thế gian, bây giờ Đức Thế Tôn bắt đầu thuyết về Bát Nhã, và Ngài đã dùng tới 22 năm để diễn giải về cái trí tuệ quý báu này. Trí tuệ Phật, tức là Bát Nhã, rất quý báu như ngọc kim cương, vừa cứng rắn và cũng vừa sắc bén như thép. Chính thứ trí tuệ này có khả năng phá tiêu núi vô minh vọng chấp và đốn tận gốc rừng phiền não nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đến nay mà không bị hư tổn, giống như là viên kim cương có thể cắt chẻ các loại cứng như sắt, đá mà không bị hư hại. Điều đặc biệt là trí tuệ Bát Nhã không phải do tu mới có hay nhờ các duyên bên ngoài luyện tập mới thành, mà nó có sẵn trong mỗi chúng sinh từ vô thỉ đến nay. Cho dù chúng ta hiện giờ đang ở địa vị phàm phu thì nó cũng không giảm, hay chúng ta đang chứng quả được thánh thì nó cũng không tăng. Nó đã không bị các vô minh phiền não tàn phá, trái lại, nó còn phá tan tất cả vô minh phiền não từ vô thỉ cho đến nay. Vì thế, Phật mới dùng ngọc kim cương để thí dụ, trí tuệ Bát Nhã rất quý báu và sẵn có trong tất cả chúng ta. Đó là Phật tánh sáng suốt. Kinh Kim Cương Bát Nhã mở đầu bằng câu chuyện: Tôi nghe như vậy, một hôm tại nước Xá Vệ, Phật và 1250 vị đại tỷ kheo đều ở tỉnh Xá Kỳ Hoàn, trong vườn của Thái tử Kỳ Đà và trường giả cấp Cô Độc. Sắp đến giờ thọ trai, Phật và chúng tăng đều đắp y, mang bình bát và thành Xá Vệ theo thứ lớp khất thực. Khất thực xong, Phật và chúng tăng đồng về tịnh xá để thọ trai. Sau khi thọ trai xong, Phật xếp y, cất bình bát và rửa chân, rồi trải tọa cụ, ngồi yên tĩnh. Đây là những cử chỉ bình thường và rất đơn giản, nhưng đã tạo thành một hình ảnh tuyệt diệu, nói lên được tinh thần giải thoát vô chủ để mở màn cho Phật nói kinh Bát Nhã. Người mà ngộ được kinh Bát Nhã rồi thì đối với các pháp và mọi việc đều thông suốt. Do đó, những việc làm dù là bình thường hàng ngày đều là Phật Pháp. Tâm bình thường đó cũng là Phật Pháp, cho đến đi, đứng, nằm, ngồi cũng đều là Phật Pháp. Trái lại, người chưa nhập được Kim Cương Bát Nhã, cho dù họ có luyện được thần thông biến hóa, có thể di sơn đảo hải đi nữa cũng chỉ là yêu ma ngoại đạo mà thôi. Nói cách khác, Kinh Kim Cương Bát Nhã xác nhận là trong mỗi người đều có đủ tất cả các pháp giới. Nếu chúng ta bền chí tu hành lâu dài thì sẽ có ngày tự nhiên đốn ngộ. Trái lại, nếu chúng ta hướng ngoại mà tìm vì nghĩ rằng Phật có thần thông biến hóa thì chúng ta cần phải luyện như thế mới phải là Phật, thì chúng ta đã đi lầm đường, lạc lối. Sở dĩ Phật nói Kinh Kim Cang Bát Nhã là do sự thưa thỉnh của tôn giả Tu Bồ Đề với ba nội dung chính là: thứ nhất, phát Bồ Đề tâm, có nghĩa là phát tâm tu tập để thành tựu đạo quả vô thượng Bồ Đề. Phạn ngữ A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nậu Đa La là vô thượng, tức là không còn ai cao hơn. Tam Miệu là chánh đẳng, tức bình đẳng chân chính. Và Tam Bồ Đề là chánh giác, tức là sự giác ngộ hoàn toàn chân chính. Thứ hai, làm thế nào để hàng phục vọng tâm, là chế phục tâm xấu. Làm sao có thể chế phục được tham, sân, si? Muốn chế ngự được những ô nhiễm này thì cần phải vun trồng giới, định, tuệ. Vì sự quan hệ giữa tham, sân, si và giới, định, tuệ thật hổ tương liên đới, có nghĩa là có cái này thì cái kia phải mất và ngược lại. Thí dụ, nếu chúng ta còn tham thì chắc chắn sẽ phá giới, còn sân, còn nóng giận, còn buồn phiền thì tâm không bao giờ an định được. Còn ham muốn, còn thích cái này cái kia, còn chạy theo vật chất phù du thì tâm trí bị ngu si hắc ám, tức là không có tỉnh thức trí tuệ. Thứ ba, làm sao để có thể an trụ chân tâm? Đối với người ngu si thì giới, định, tuệ sẽ biến thành tham sân si, cũng như nước và băng cũng thế. Băng chẳng khác nước, nước tức là băng và băng tức là nước. Nói sâu xa hơn thì phiền não tức Bồ Đề hay sanh tử tức Niết Bàn. Người trí thì trong phiền não mà họ tìm thấy Bồ Đề, và trong sanh tử
họ có được niết bàn. Còn kẻ vô minh thì lấy phiền não sanh tử làm cứu cánh cho cuộc sống của đời mình. Muốn cho tâm được thanh tịnh để quay về sống với chân tâm, với Phật tánh, với trí tuệ sáng suốt của mình, thì chúng sinh phải biết trồng căn lành, gieo giống tốt. Như thế, chúng sinh sẽ không còn bốn tướng, ngã tướng, là thấy có ta, một thực thể thật trong thế gian vũ trụ này. Nhân tướng là thấy có người, vì thấy mình là thật, nên dĩ nhiên cũng thấy người chung quanh là thật. Chúng sinh tướng, thấy mình là thật, thấy người là thật, thì sẽ thấy tất cả chúng sinh mọi loài đều là thật, là chắc chắn muôn đời. Thọ giả tướng là hễ thấy mình là thật, người là thật, chúng sinh là thật, thì không muốn nó bị mất, bị hư hoại theo luật vô thường. Niềm luyến tiếc và hy vọng sống mãi mãi này chính là thọ giả. Nếu trong tâm chúng sinh còn có tướng, tức là hãy còn chấp có mình, có người, có chúng sinh, có thọ giả, thì không thể giải thoát được, vì không thể chân chánh buông xả. Đây là một lối giải thích thân này là giả, không thật. Bởi vì nếu chấp thân mình là thật, thì từ đây lòng tham sân si sẽ tha hồ phát tác mà tạo ra nghiệp. Biết thân mình là giả thì con người có thể kiềm chế lòng tham, bớt nóng giận, buồn phiền và bỏ bớt sự ham muốn của thế gian. Có buông xả thì tâm mới thanh tịnh. Có càng nhiều thì lo càng lớn, và dĩ nhiên đau khổ buồn phiền cũng vì thế mà tăng theo. Cho nên cổ nhân cũng có câu trọc phú đa ưu là như vậy. Phật dạy rằng các vị Bồ Tát khi nhập thế độ sanh, làm các Phật sự, họ phải luôn luôn dùng trí tuệ bát nhã để phá trừ các chấp ngã, chấp pháp, không còn thấy bốn tướng, thì phiền não, vọng chấp không sanh. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm. Nếu Bồ Tát còn vô minh, phiền não, vọng chấp nổi lên thì không phải là Bồ Tát, vì chưa nhập được trí tuệ bát nhã. Nếu Bồ Tát làm các Phật sự như hóa độ chúng sanh hay bố thí mà tâm còn chấp ngã chấp pháp thì tâm của họ còn phiền não ô nhiễm. Và nếu đem tâm phiền não ô nhiễm này làm các Phật sự, tức là phước thiện, thì các Phật sự đó cũng biến thành ô nhiễm. Trái lại, khi bố thí, nếu Bồ Tát dùng trí tuệ bát nhã phá trừ chấp ngã chấp pháp, có nghĩa là không chấp mình là người bố thí ban ơn, tức là chấp ngã, người đó là kẻ chịu ơn, tức là chấp nhân. Đây là vật bố thí, tức là chấp pháp, thì các phiền não ô nhiễm không sanh, tâm sẽ được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh tức là tâm Phật hay là chân tâm. Nếu đem tâm thanh tịnh mà bố thí thì chúng ta sẽ được phước vô lậu thanh tịnh, rộng lớn như hư không, không cùng tận. Cũng như một giọt nước tuy nhỏ, tức là bố thí ít, nhưng được hòa vào biển cả, tức là tâm tịnh, thì được biến khắp cả biển, rộng rãi bao la. Vì thế Đức Phật lại dạy rằng bố thí vô tướng và độ sanh vô ngã thì tâm sẽ thanh tịnh. Nói tóm lại, nếu Bồ Tát độ sanh hay làm các Phật sự mà không khởi vọng tâm chấp ngã chấp pháp thì các phiền não tham sân si không sanh. Phiền não không sanh thì không tạo nghiệp, mà nghiệp không tạo thì không còn sanh tử luân hồi. Vì thế Phật dạy ưng vô sở trụ nhi sanh kỷ tâm, tức là đừng để cho tâm chủ chấp dính mắc một nơi nào. Đó là phương pháp hàng phục vọng tâm và an trụ chân tâm vậy. Ngay cả Pháp giáo do Đức Phật dạy, như giới, định, tuệ, như tứ diệu đế, như lục độ Bồ Tát giới, tức là nhẫn nhục, trì giới, bố thí, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, là những giáo pháp giúp cho chúng ta để đi đến đời sống giải thoát và giác ngộ, mà chính những giáo pháp này tự nó không phải là giải thoát giác ngộ. Chất liệu giải thoát giác ngộ là Như Lai, là minh hạnh túc, và những chất liệu này do sự thực hành pháp giáo ấy của Thế Tôn mà thành tựu. Nói cách khác, giác ngộ hoàn toàn mới chính là giác ngộ, còn tất cả kinh điển đều như ngón tay chỉ mặt trăng. Người xem phải đương theo ngón tay mới thấy được mặt trăng. Nhưng nếu chấp ngón tay, tức là chỉ xem ngón tay, thì không bao giờ thấy được mặt trăng. Cũng như chiếc bè đưa người sang sông, khi sang sông rồi thì không nên mắc kẹt ở nơi chiếc bè, mà hãy buông bỏ chiếc bè để bước lên bờ giác ngộ, tức là không cần kinh điển hay giáo pháp nữa. Không mắc kẹt ở chiếc bè, tức là không mắc kẹt ở nơi giáo pháp. Vì thế, giáo pháp chỉ là ngón tay, là chiếc bè, chứ không phải là ánh sáng huyền diệu của mặt trăng, là chân lý. Con người nương theo giáo pháp mà thấy chân lý, chứ đừng lầm tưởng giáo pháp là chân lý. Đức Phật nói thêm,
hãy biết những lời thuyết pháp của ta ví như chiếc bè. Chánh pháp tức là Phật pháp, mà còn buông bỏ tức là không nên chấp, huống gì là không phải là pháp tức là phi pháp. Ngày nay con người vì quá chấp vào hình thức bề ngoài, tức là chấp vào phương tiện, mà quên đi cứu cánh là giải thoát giác ngộ. Cứ ôm kinh điển cũng như ôm cứng chiếc bè thì làm sao lên bờ giải thoát được. Vì thế Đức Phật dạy rằng: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Tức là tất cả mọi vật thể trên thế gian này, từ động vật, thực vật hay khoáng vật mà ngũ quan của con người có thể nhận biết được, đều là giả tướng, là hư vọng, là phù du, là hương khói, là không có thật. Chỉ khi nào thấy được thật tướng của nó là vô tướng thì chúng sinh mới thấy được chân lý, thấy được Như Lai. Làm sao thấy được vô tướng của vạn pháp? Tất cả vạn pháp trong thế gian hay trong vũ trụ này không thể tự nó có được, mà phải cần trợ duyên mới thành. Cái thân của chúng ta là do đất, nước, gió, lửa, không gian và tâm thức tạo thành. Cái nhà là do gạch, ngói, xi măng, công thợ mà có. Chén cơm là do hạt giống, đất, nước, ánh sáng, mặt trời và công phu của người nông phu tạo nên. Cây muốn sống thì phải có đất, nước. Thế thì không có vật gì mà tự nó lớn lên và tồn tại mà không cần đến trợ duyên cả. Nếu đã cần trợ duyên thì chính nó không có chủ thể, không có tự tánh, tức là vô ngã, có nghĩa là không. Vì thế, tuy bề ngoài hình tướng của muôn sinh vạn vật có khác nhau, có lớn có nhỏ, có nặng có nhẹ, có xanh có đỏ, có cao có thấp, nhưng thực chất, tức là bản thể bên trong vẫn như nhau. Đó là chân không, không hình, không tướng, không xanh, không diệt, không dơ, không sạch. Thì đây mới chính là vô tướng của tất cả vạn pháp vậy. Khi con người còn tùy thuộc vào hình tướng bề ngoài, như thấy có nhà cao cửa rộng, xe sang mặt đẹp, danh vọng cao sang, thì còn thấy có sự sinh diệt nên còn dính với phiền não khổ đau. Nếu bây giờ không quan trọng những hình tướng bên ngoài, tức là tâm không còn dính mắc, thì tâm từ từ thanh tịnh để giúp cho chúng sinh quay về sống với cái trí tuệ sáng suốt hằng có trong ta, tức là trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, thì cuộc đời sẽ vô cùng an vui tự tại. Nếu Như Lai có nói pháp, tất nhiên phải có chúng sanh nghe pháp. Nếu còn có kẻ nói người nghe, tất nhiên còn ngã, nhân, bỉ, thử. Mà nếu còn ngã, nhân thì không phải là thuyết Phật pháp. Bởi thế, mặc dù Đức Phật đã thuyết pháp trong 49 năm, mà rốt cuộc Ngài nói, ta không nói một chữ. Điểm này Đức Lão Tử cũng tương đồng. Ngài nói, cái đạo mà có thể nói được thì không phải thật là đạo. Cái tên mà có thể kêu được thì không phải thật là tên. Một hôm ông Tu Bồ Đề ngồi yên lặng dưới gốc cây. Trời Đế Thích dưới hoa cúng dường. Ông Tu Bồ Đề hỏi, ai giải hoa đây? Trời Đế Thích thưa, con là Trời Đế Thích. Vì lẽ gì ông tới đây giải hoa cúng dường? Vì tôn giả nói Bát Nhã hay quá nên con mới đến cúng dường. Từ hồi nào tới giờ tôi chưa từng nói một câu, sao ông lại nói tôi thuyết Bát Nhã? Tôn giả không nói, tôi không nghe, không nói, không nghe mới là Bát Nhã chân chính. Trong việc tu hành, chúng ta cũng phải dùng trí tuệ Bát Nhã để phá trừ cái chấp. Có nghĩa là tu mà không chấp mình tu, thế mới thật là tu. Chứng quả mà không chấp mình chứng quả, thế mới thật là chứng quả. Nếu người tu chứng đúng theo tinh thần của kinh Kim Cang Bát Nhã, có nghĩa là không còn các vọng chấp về ngã và pháp hay bốn tướng, thì mới thật tu và thật chứng. Tâm Bồ Đề là tâm Phật, do đó khi Bồ Tát phát tâm Bồ Đề thì họ phải xa lìa tất cả các vô minh vọng chấp, không có chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, thọ giả, không chấp sáu căn, sáu trần và sáu thức. Nói chung là không chấp ngã, chấp pháp. Khi các vọng chấp hết rồi thì tâm Bồ Đề tánh Bát Nhã hay Phật tánh hiện ra, đó là hàng phục vọng tâm và an chủ chân tâm. Một hôm tôn giả Tu Bồ Đề bạch với Phật rằng, bạch Thế Tôn, Phật chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác có phải là không có chứng đắc gì cả ư? Phật dạy rằng, đúng thế, Tu Bồ Đề. Ta đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác cho đến một chút pháp cũng không chứng đắc, ấy gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu muốn biết có đắc hay không đắc
thì trước hết phải biết rằng mình có mất hay không mất. Nếu nói rằng pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác là một thứ đã từng mất đi, tức là thất, thì nay mới có thể nói là tìm kiếm lại được, tức là đắc. Thật sự chúng ta đâu có mất mát gì, bởi vì pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác chính là bổn tính cố hữu, hay là bản lai diện mục đã có sẵn trong chúng ta. Chúng ta không thấy, không biết nó là vì bị màn vô minh dày đặc che lấp. Nếu xóa tan được màn vô minh hắc ám ấy, thì ánh sáng huyền diệu của chân lý sẽ hiển bày, tức là có được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái trí bồ đề này lúc nào cũng có sẵn trong ta, chứ không phải do bên ngoài đưa vào. Thêm nữa, Đức Phật nói, Ngài không chứng đắc chi cả, mà thế gian đều tôn trọng Ngài, là vì Như Lai không có tướng ngã, không có tướng nhân, không có tướng chúng sinh, và không có tướng thọ giả. Như Lai nhìn vạn pháp đều bình đẳng, không thương, không ghét, không giận, không hờn, không thiên vị. Và đặc biệt là Như Lai luôn sống trong thiện pháp, chứ không lọt vào quỹ đạo của ác pháp, cho nên người đời gọi Như Lai là chứng quả vô thượng bồ đề, chứ thật ra Như Lai đâu có chứng đắc gì đâu. Nhưng Như Lai nói không chứng đắc, mà thật ra Như Lai có chứng đắc. Cái chứng đắc này là vô thực và vô hư, tức là không phải thật và cũng không phải là không. Tại sao không mà là thật? Bởi vì cái mà Như Lai chứng đắc thì không có hình tướng, không có màu sắc, không có kích thước, không có văn tự ngôn ngữ để diễn tả. Thế thì cái mà Như Lai chứng đắc là không thật có. Nhưng nếu không thật có thì phải là hư. Vậy mà cái chứng đắc của Như Lai lại là hư vô. Tại sao? Bởi vì Như Lai có đầy đủ trí tuệ để nhận thức chân lý hoàn toàn đúng, đúng theo tự tánh Bồ Đề và tự tánh thanh tịnh Niết Bàn của tất cả mọi sự vật hiện tượng, đúng theo thật tánh của con người, đúng theo pháp tánh của vạn pháp. Cho nên Như Lai không bao giờ có vô minh phiền não và tâm luôn thường trụ Niết Bàn. Thế thì quả chứng đắc chính là vô hư, tức là không phải là không có. Vì thế mà Tâm Kinh cũng viết, sắc tức là không, và không tức là sắc. Có nghĩa là có tức là không, và không cũng chính là có vậy. Ngày nay khi vào chùa gặp các vị tăng, thì làm sao chúng ta biết vị tăng nào chứng đắc và vị nào chưa chứng đắc? Theo Phật giáo thì chứng đắc là vô thực, bởi vì đâu có ai cấp bằng hay chứng chỉ cho chứng đắc ai đâu. Các danh xưng như thượng tọa, hòa thượng chỉ là những giả danh dùng để gọi, chứ nó đâu có phản ảnh đúng con người thật hay bản tâm của họ được. Vì tu hành là vô cầu vô sở đắc, tức là ngay cả chứng đắc cũng không mong cầu, thì thượng tọa, hòa thượng có xá gì? Nhưng hư vô thì nó sẽ phản ảnh tướng mạo uy nghi đạo đức, tư tưởng chân chính, lời nói hòa nhã và hành động đúng với chân lý. Họ sẽ không còn tánh tham tật đố, không còn tập khí ngã mạn, và dĩ nhiên làm việc vì lợi ích cho chúng sinh, chứ không mong cầu lợi ích cho riêng mình. Khi quý vị thấy được vị tăng nào như vậy thì đây chính là người đã chứng đạo. Nên nhớ, có vô hư mới thành vô thực được. Sau cùng Đức Phật dạy thêm, này Tu Bồ Đề, nếu có người nói rằng Như Lai hoặc là có đến, có đi, có nằm, có ngồi, thì họ không hiểu được ý nghĩa của Như Lai. Tại sao? Bởi vì Như Lai không đến từ đâu và cũng không đi về đâu, nên mới gọi là Như Lai. Như Lai không còn đi đâu, nghĩa là Như Lai vốn là tịch nhiên. Các phiền não và vô minh ở trong tâm thức hoàn toàn không còn sinh khởi. Như Lai không còn về đâu, nghĩa là tự tánh giác ngộ của Như Lai là nghiễm nhiên thường tại, không bao giờ bị hủy diệt. Mọi tướng đều là tướng của vọng tưởng. Chư Phật đã buông xả hết thảy vọng tưởng nơi tự tâm, nên đi, đứng, nằm, ngồi, nói, cười, im lặng, hành xử của Thế Tôn là từ nơi thể tịch diệt tướng mà biểu hiện, và từ nơi thể tướng tịch diệt này mà chư Phật giáo hóa độ sanh, đem lại lợi ích cho tất cả muôn loài. Pháp thân Phật là vô tại, vô bất tại, tức là chẳng ở mà chẳng không phải ở, bởi vì pháp thân thì trùm khắp mọi nơi. Nếu đã trùm khắp hết tất cả mọi nơi thì làm sao có thể nói là Phật đến hay là Phật đi? Nếu đến thì đến từ đâu, và đi thì đi về chỗ nào? Do đó, nếu chúng sinh thấu hiểu Phật pháp thì tất cả đâu đâu cũng là pháp thân Phật, ở đâu cũng có pháp thân Phật. Còn nếu không thấu hiểu Phật pháp thì cho dù có thấy Như Lai cũng không hề hay biết.
Do đó, bất cứ ai tiếp xúc được với thực tại vô tướng ở nơi các tướng là tiếp xúc và thấy được Như Lai, hay là tiếp xúc và thấy được chư Phật ngay trong cuộc sống này. Vì thế ngay cả Lục Tổ Huệ Năng cũng thốt lên năm cái không ngờ, là nào ngờ tâm mình vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tâm mình vốn không sanh diệt, nào ngờ tâm mình vốn tự đầy đủ, nào ngờ tâm mình vốn không dao động, nào ngờ tâm mình hay sanh muôn pháp. Tóm lại, theo tinh thần Bát Nhã, phải lìa xa tất cả các vô minh, vọng chấp thì chân tâm hay Phật tính mới hiện. Đó mới thật là thấy Phật vậy. Do đó cổ nhân có bài tụng như sau: Phật tức tâm, tâm tức Phật, tâm Phật cả hai đều vọng vật. Người ngộ vô tâm và vô Phật liền chứng chân như pháp thân Phật. Còn nếu phá được các vọng chấp ngã, chấp pháp, mượn áo chàng bà để lạy bà, lễ rồi áo trả lại cho bà, bóng trúc quét sân, trần chẳng động, vừng trăng xuyên biển, nước không sao. Nghĩa là Bồ Tát độ sanh hay làm các Phật sự mà không thấy việc mình làm, không thấy có mình độ và chúng sinh được độ. Cũng như bóng trúc quét bụi mà không thấy mình quét, ánh sáng của vầng trăng xuyên biển mà không thấy xuyên. Thế thì bụi trần không động và nước cũng dợn, trước mưa chỉ thấy hoa cùng bướm, mưa rồi chẳng thấy bướm với hoa, hoa rụng bướm xanh qua khỏi vách, vậy ai đã hưởng thú xuân này? Nghĩa là trước kia chưa dùng trí tuệ Bát Nhã, tức là chưa mưa, để phá trừ vô minh vọng chấp thì ngã tức là bướm và pháp tức là hoa còn lăng xăng trước mắt. Sau khi dùng trí tuệ Bát Nhã mà phá trừ hết vô minh vọng chấp tức là mưa rồi thì ngã và pháp đều hết tức là hoa rụng bướm bay. Lúc ấy chân tâm thanh tịnh hay Phật tánh hiện bày, vậy ai được hưởng cảnh giới này? Sau cùng Ngài Xuyên Thiền Sư có câu: gió cuốn mây đen về biển cả, một vầng trăng sáng giữa trời không. Nghĩa là khi các vô minh vọng chấp hết thì mặt trăng trí tuệ Bát Nhã sẽ hiện ra. Tứ Diệu Đế. Trong suốt cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, lúc nào Ngài cũng nuôi một hoài bão là làm thế nào để cứu chúng sinh ra khỏi cuộc đời đau khổ. Với tâm niệm này, Ngài đã hy sinh 11 năm của cuộc đời son trẻ để tìm mọi phương cách tu học ngò hầu có thể đạt đến cứu cánh này. Mặc dầu mang một ý chí sắt đá cũng như trải qua không biết bao nhiêu là gian khổ, cuối cùng Ngài đã đạt thành chánh quả và trở thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong giờ phút lịch sử của đêm mùng 8 tháng Chạp đó, Ngài đã liên tiếp chứng được Túc Mệnh Minh, Thiên Nhãn Minh và Lậu Tận Minh. Chính Lậu Tận Minh này đã giúp cho Ngài thấu hiểu được nguồn gốc của tất cả những sự khổ đau và phương pháp diệt trừ những đau khổ này để tìm ra chân hạnh phúc. Mặc dù giáo lý của Ngài thì cao siêu thâm diệu, còn căn cơ của phần lớn chúng sinh thì thấp kém, không thể nào lãnh hội những giáo lý đó dễ dàng được. Nhưng không vì thế mà Ngài không làm tròn trách nhiệm cao cả là hóa độ chúng sanh, để dìu dắt họ ra khỏi bể khổ trầm luôn, và cuối cùng nắm tay đưa họ lên bờ giác ngộ. Việc đầu tiên sau khi đắc đạo là Ngài tìm đến hai vị thiền sư đã dạy cho Ngài thuở trước, với thiện tâm là đem chân lý mà Ngài vừa mới đạt để truyền cho họ. Nhưng tiếc thay, họ đã quy thiên, không nản chí, Ngài liền tìm đến vườn Lộc Uyển để thuyết pháp cho năm người bạn đồng tu ngày nọ. Nhóm ông Kiều Trần Như sau khi nghe Ngài thuyết giảng về Tứ Diệu Đế thì tất cả đều khai ngộ và tất cả đều chứng được quả vị A-La-Hán. Và đây chính là năm vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Tứ Diệu Đế kể từ đó được xem là giáo lý căn bản của Phật giáo, dùng để giác ngộ không biết bao nhiêu chúng sinh cho tới ngày nay. Nếu chúng ta muốn có một kết quả chắc chắn thì Tứ Diệu Đế là cứu cánh của chúng ta. Pháp môn này tuy tiến chậm nhưng khi đạt được bước nào là chắc chắn bước nấy. Nó được xem là nền tảng căn bản trong giáo lý của Đức Phật, bởi vì nếu không thông hiểu nó thì khó lòng mà đạt được những bước cao hơn. Vì tính chất căn bản đó, Tứ Diệu Đế chỉ có thể đưa con người đến quả vị A-La-Hán là tối đa. Nhưng một khi đã vượt ra ngoài khỏi lục đạo luân hồi, cộng thêm với sự tinh tấn và quyết tâm tu hành thêm những pháp môn khác, thì cõi Bồ Tát cũng như cõi Phật cũng không còn xa mấy. Vậy thế nào là Tứ Diệu Đế? Tứ là bốn, diệu là đẹp,
là toàn hảo, đế là sự thật chắc chắn và rõ ràng đứng đắn nhất. Vậy tứ diệu đế là bốn sự thật chắc chắn và toàn hảo nhất. Đức Phật đã cẩn thận chia chân lý này ra làm bốn đoạn: khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Nhưng tại sao lại phải phân chia ra như vậy? Ngài có dụng ý gì trong vấn đề dạy dỗ chúng sinh? Thứ nhất, khổ đế. Trong cuộc sống của chúng ta, không ai là không biết khổ. Đói cũng khổ, no cũng khổ, trẻ cũng khổ theo trẻ, còn già thì khổ theo già. Độc thân có cái khổ của những kẻ cô đơn, còn người lập gia đình thì có cái khổ của kẻ thành gia thất. Sinh khổ, tử khổ, bệnh khổ, lão khổ, và cuối cùng đến chết cũng chưa hết khổ. Bởi thế, nếu kể hết những nỗi khổ trên thế gian này thì biết đến chừng nào mà nói cho xong. Do đó, Đức Phật đã gọi thế gian là biển khổ và chúng sinh thì đang lặn hụp trong biển trầm luân này. Thứ hai, tập đế. Sau khi cho chúng sinh biết đời là biển khổ thì bước kế tiếp mà Đức Phật muốn cho chúng ta thấu hiểu là nguyên nhân nào đã tạo ra những nỗi khổ ở trên. Bất cứ nỗi khổ nào trên thế gian cũng có nguyên nhân phát sinh ra nó, và tìm ra những nguyên nhân đó là toàn bộ nội dung của phần tập đế này. Thứ ba, diệt đế. Đã biết đời là khổ và chúng ta cũng đã biết lý do mang đến sự đau khổ này, thì bây giờ Đức Phật lại chỉ cho chúng ta làm thế nào để tận diệt những nỗi khổ này đi. Cuộc đời của chúng ta cũng chẳng khác nào như đồng tiền hai mặt. Một bên chúng ta phải đối diện với đau khổ, những đen tối của cuộc đời, còn mặt kia thì huy hoàng sáng lạn. Bởi vì một khi đã tận diệt được những khổ đau rồi thì trong chúng ta Niết Bàn sẽ từ từ hiện ra. Đây chính là chân hạnh phúc ở thế gian này vậy. Thứ tư, đạo đế. Muốn đạt được chân hạnh phúc này, chúng ta phải theo một số phương pháp để diệt trừ mọi đau khổ. Đây là giai đoạn quan trọng nhất của tứ diệu đế. Bởi vì chúng ta một khi đã chán ngán những cảnh khổ đau trên trần thế này và đã hiểu rõ nguồn căn của sự khổ đau, thì chúng ta tha thiết mong sao được giải thoát khỏi cảnh khổ để đạt đến một cảnh an vui tốt đẹp nhất. Nhưng nếu chúng ta không có phương pháp hiểu nghiệm để thực hiện ý muốn này, thì những hiểu biết và mong muốn kia sẽ trở thành vô nghĩa, và dĩ nhiên là chúng ta sẽ khổ đau thêm. Trong phần đạo đế, ngoài ngũ căn, ngũ lực, còn có thất bồ đề và sau cùng là bát chánh đạo, có thể giúp cho chúng ta đạt đến mục tiêu tối hậu là chứng được Niết Bàn, cũng như đạt đến quả vị A-La-Hán. Chính quả vị A-La-Hán này sẽ bảo đảm cho chúng sinh thoát ra khỏi lục đạo luân hồi, và từ đó con người sẽ không còn lo lắng về sự sinh tử nữa. Cứu cánh của người tu Phật là phải hiểu nguồn căn gốc rễ của các chân lý này. Tại sao? Khi chúng ta muốn tu Phật, trước nhất chúng ta muốn tạo cuộc sống hiện tiền thêm phần ý nghĩa. Chữ ý nghĩa ở đây là không phải là thêm giàu, thêm của, mà là phải noi theo đạo pháp để biến cuộc sống này thành an vui tự tại. Biết dùng trí tuệ để khắc chế tham sân si, và cuối cùng dùng lòng từ bi để mang hạnh phúc cho mọi người, tức là tự đem hạnh phúc cho chính mình vậy. Sau cùng, Đức Phật chứng minh cho chúng ta là Ngài đã làm tròn nhiệm vụ của kẻ dẫn đường để đưa chúng ta đi từ cõi đời đau khổ đến một cảnh giới an vui tự tại. Vâng, chính Ngài đã đặt vào tay của chúng ta một bản đồ chỉ dẫn rõ ràng về cuộc hành trình và những phương tiện cần thiết để chúng ta có thể đạt được mục đích này. Trên đây là phần khái lược của tứ diệu đế để giúp cho chúng sinh có một ý niệm tổng quát về những điều mà Đức Phật muốn dạy cho chúng ta. Khổ đế. Trong cuộc sống càng khoa học văn minh tiến bộ, con người càng lệ thuộc vào vật chất. Vì muốn được thỏa mãn những nhu cầu này, thì thân của chúng ta phải chuốc lấy bao nỗi đắng cay, và tâm lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. Nỗi vui chưa đến mà sự buồn đã hiện ra. Nhìn trong nhà không có gì thì tủi khổ, mà cố làm đêm làm ngày để có cái gì thì lại khổ thân. Mong muốn được giàu sang thì lại khổ chí, mà hãy giàu có thì sợ trộm cướp đến hỏi thăm, thành thử lại khổ tâm. Bởi thế, Khế Kinh có câu: nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển. Thật vậy, sự đau khổ của chúng sinh không thể nào mà nói hết cho được.
nỗi khổ này chưa tan, nỗi khổ khác lại đến. Nhưng dựa vào kinh Phật thì tất cả những cái khổ trên thế gian này có thể chia làm ba loại và nó có tên là tam khổ. Vậy thế nào là tam khổ? Tam khổ là nói về ba thứ khổ: khổ khổ, hoại khổ và hạnh khổ. Thứ nhất, khổ khổ là cái khổ này chồng lên cái khổ nọ. Tấm thân của chúng ta tự nó cũng đã khổ, mà hoàn cảnh chung quanh lại mang đến cho chúng ta không biết bao nhiêu nỗi khổ khác. Thành thử nhìn lại cái tấm thân tứ đại của chúng ta. Nếu trong vài ngày mà chúng ta không tắm rửa, thì thử hỏi có ai dám đến gần chúng ta không? Khi đi vượt biên mà mấy ngày không có giọt nước, hoặc là bị té xe, bị bể đầu, thì cái mạng của chúng ta có còn bảo đảm được chăng? Đã gánh bao nhiêu đau khổ bởi vì sự sống chết bất ngờ mà chính mình không làm chủ được. Con người của chúng ta lại phải mang thêm những đau khổ chất chồng khác, chẳng hạn như đau răng, bệnh tật, đói khát, khổ vì gia đình và dĩ nhiên cũng khổ vì con cái. Thứ hai, hoại khổ là mọi vật trong thế gian này đều bị chi phối bởi luật vô thường, có nghĩa là không có gì là bất biến, cố định mãi mãi. Có sinh tất phải có diệt, có kết tụ tất có phân ly. Bởi thế, trong Khế Kinh cũng có ghi, phàm vật có hình tướng đều phải bị hủy diệt. Thật vậy, không có một cái gì mà tồn tại mãi mãi được. Chẳng hạn to lớn như mặt trời, mặt trăng, một ngày nào đó cũng tan theo cát bụi. Còn vật nhỏ bé như tấm thân của chúng ta, cái mạng sống lại càng ngắn ngủi phù du. Dù trong cuộc sống này chúng ta có giàu sang phú quý cũng không cách nào giữ nổi cho thời gian oan nghiệt đừng tàn phá thân thể và hủy diệt đời ta. Thế mới biết thời gian tạo ra lắm điều đau khổ. Thứ ba, hạnh khổ. Mỗi khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì tư tưởng sẽ được phát sinh, và do đó tâm hồn của chúng ta không thể nào yên ổn cho được. Tư tưởng càng phát sinh thì tâm tư càng quay cuồng, và dĩ nhiên dục vọng cũng theo đó mà dẫn chúng ta đi lên đi xuống để tạo nên nghiệp báo. Thật vậy, chúng ta càng nghĩ ngợi thì tâm tư càng bấn loạn, càng tiếp xúc với ngoại cảnh thì cái ta càng si mê, và chính sự si mê này đã đè ép chúng ta, bắt chúng ta phải làm nô lệ cho chúng để thỏa mãn những dục vọng mà chúng đã tạo nên. Tư tưởng của chúng ta thì biến chuyển không ngừng, chúng nhảy vọt từ chuyện này sang chuyện khác, chẳng khác nào như con ngựa không cương, như con vượn chuyển cây, không bao giờ dừng nghỉ. Bởi thế Phật mới dạy rằng tâm viên mã ý. Mặc dù tất cả những cái khổ trên thế gian này được gom lại thành tam khổ, nhưng đây chỉ là nói một cách tổng quát mà thôi. Bởi vì khổ thì có nhiều cái khổ, nhưng cái khổ này thì không giống cái khổ kia được. Vì mỗi cái khổ mang đặc tính riêng tư của nó, nên chúng ta có thể đem tất cả cái khổ trên cuộc đời này chia ra làm tám loại và gọi nó là bát khổ. Bát khổ thì gồm có sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm thạch khổ. Thứ nhất, sanh khổ. Khi chúng ta còn là thai nhi trong bào thai của người mẹ thì tình thức đã được phát sinh trong ta, và cũng bởi cái tình thức này mà thai nhi có thể thu nhận những cử động cảm xúc. Trong 9 tháng 10 ngày thai nhi bị giam hãm trong cảnh tối tăm chật hẹp thì làm sao mà gọi là sung sướng cho được. Đó là chưa kể khi người mẹ ăn thức nóng vào thì thai nhi cảm thấy như bị ai nung đốt, còn khi người mẹ ăn thức lạnh vào thì thai nhi cảm thấy như đang ở trong băng giá. Mẹ ăn no thì con bị ép khó bề cựa quậy, còn mẹ đói khát thì con long bong lều bèo như bay bổng trong không. Đến kỳ sanh sản, thai nhi phải lòn qua ép lại, đau đớn khôn cùng, cho nên khi vừa thoát ra ngoài thì vội cất tiếng khóc ngay. Bởi mới sinh ra mà đã nếm mùi đau khổ nên cổ nhân đã có câu: thảo nào lúc mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Thứ hai, lão khổ. Phàm là con người, không một ai có thể thoát khỏi sự chi phối của luật vô thường. Lúc sinh ra đến khi lớn lên rồi cũng phải đến lúc già nua. Khi còn trẻ thì tráng kiện bao nhiêu, bây giờ lúc về chiều thì tinh thần suy kém, thân thể hao mòn, nên phải khổ cả về thân xác lẫn tinh thần. Cho nên già nua là cảnh điêu tàn, cây già cây cỗi, người già người si. Con người khi mà đã già yếu thì mắt mờ, tai lãng, lưng mỏi, chân run,
ăn chẳng biết ngon, ngủ không thẳng giấc, trí nhớ thì lu mờ, cộng thêm da nhăn răng rụng, do đó bao vẻ hào hoa đâu thấy nữa, một thân khô kiệt, nghĩ buồn tênh. Thêm nữa, càng già thân thể càng suy yếu, trí tuệ cũng bị lu mờ, nên mới sanh ra lú lẫn, nhớ trước quên sau, tinh thần không minh mẫn, nên sanh ra chửi bới lung tung, thật là quá đau khổ. Thứ ba, bệnh khổ. Hễ có thân là có bệnh, mà đã là bệnh thì cho dù là bệnh nhẹ như đau răng, đau bụng, nhức đầu, còn bệnh nặng như đau gan, đau thận, ung thư, thảm hại hơn nữa, còn có nhiều căn bệnh ngặt nghèo làm cho bệnh nhân sống dở chết dở. Sống thì đau đớn từng cơn, còn muốn chết thì cũng không thành ước nguyện. Nhớ ngày xưa ở quê nhà, có người sau một trận đau phải bán nhà trả nợ, đó là chưa kể hễ một khi trong nhà có người đau thì cả gia đình buồn rầu lo sợ. Thứ tư, từ khổ. Phàm là con người, ai ai cũng tham sống sợ chết. Những người giàu sang sung sướng thì họ sợ chết không nói làm chi, còn những kẻ sống khổ cực khốn cùng, đầu tắt mặt tối mà họ lại càng không muốn diện kiến với Diêm Vương. Oái oam thay, những kẻ vướng lấy những bệnh nan y hiểm nghèo mà họ luôn luôn bám víu lấy sự sống và từ chối không muốn gặp gỡ tử thần. Nhưng nhân sinh tự cổ, thủy vô tử, và câu trả lời vẫn là không. Dù muốn dù không, chưa có một người nào trên thế gian này đã thoát khỏi bàn tay lông lá của tử thần cả. Người sắp chết thì tấm thân bấn loạn, nỗi lo cho gia đình con cái thiếu người chăm sóc, nỗi lo cho thân mình đi vào một thế giới cô đơn, vắng lạnh, tương lai mù mịt đen tối, tâm thì sợ hãi, còn thân thì đau đớn. Trước khi chết, mắt thì trợn ngược, gân thì giật, bẻ tay, bẻ chân, trông thật đau khổ vô cùng. Khi nhắm mắt xuôi tay thì thân thể cứng đơ, lạnh ngắt, thế thì chết là khổ. Thứ năm, ái biệt ly khổ. Không gì đau khổ cho bằng xa cách người mình thân yêu. Còn nhớ sau chiến cuộc năm 1975, hàng trăm ngàn người đã phải bỏ nước ra đi, để lại biết bao vợ con thân bằng quyến thuộc bên kia bờ đại dương. Chiến tranh đã tạo ra cảnh kẻ bên này trông đợi, người bên kia nhớ chờ, thật là đau lòng xót dạ. Bởi thế có người phải thốt rằng, thà tử biệt chớ ai nỡ sanh ly. Nhưng có chắc là tử biệt đỡ hơn sanh ly hay không? Thuở còn ở quê nhà, chiến tranh đã vô tình cướp đi đời sống của những người trai trẻ và để lại rất nhiều cảnh tang tóc thương tâm, như những quá phụ bồng con thơ ra thăm mộ chồng. Nếu người nằm xuống mà có ngày trở lại thì dù có đợi năm hay 10 năm thì vẫn còn hạnh phúc hơn là ngàn năm vĩnh biệt. Vậy sanh ly hay tử biệt cũng đều chung số phận khổ đau mà thôi. Thứ sáu, cầu bất đắc khổ. Ở đời hễ trèo cao thì té nặng, hy vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều. Nhưng phàm là con người, lúc nào chúng ta cũng muốn làm cái này đoạt cái nọ, có cái dễ dàng thì chóng thành công, còn cái khó khăn thì chúng ta thất bại. Nghèo thì chúng ta muốn được giàu, xấu thì chúng ta muốn đẹp, ngu si thì muốn thành công thông thái, chưa con thì muốn có con. Nhưng thông thường danh vọng vẫn là miếng mồi ngon mà con người thường hay đeo đuổi. Giàu cho có cố gắng bằng mọi khả năng tài trí, dù tránh đáng hay bằng thủ đoạn lưu manh, biết bao anh hùng đã lụy về bả công danh này. Vì thế mà người xưa đã mỉa mai bằng câu: gót danh lợi, bổn pha sắc xám, mặt phong trần, nắng nám mùi dâu. Những người thất vọng về công danh đã nhiều, mà lắm kẻ thất bại về phú quý cũng không phải là nhỏ. Muốn làm giàu, nhiều kẻ bất chấp mọi thủ đoạn đê hèn, thâm độc, nay bày trước này, mai vẽ mưu kia, miễn sao cho túi được mau đầy. Nếu không may bị bại lộ, thân thì lao tù, còn tài sản bị tịch thu, thì còn cái khổ nào bằng? Công danh đã khổ, phú quý thì chẳng dễ gì, vậy còn tình duyên thì thế nào? Tình yêu, ôi tình yêu, tình yêu ở xa như là hạt kim cương, mà đến gần là giọt nước mắt. Trong trường tình ái, thử hỏi có mấy ai được toại nguyện? Ngay cả nhà thơ Hàn Mặc Tử còn phải than thở rằng: người đi, một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng giải khở. Thứ bảy, oán tắng hội khổ. Thói thường, chúng ta đau khổ khi phải xa lìa người thương yêu, nhưng oái oam thay, chúng ta chẳng sung sướng gì khi phải chung sống với người mình không ưa, không thích. Thật vậy, chính cổ nhân cũng đã có nói:
Thấy mặt kẻ thù như kim đâm vào mắt, ở chung với người nghịch như nếm mật nằm gai. Khi đã sanh lòng thù nghịch nhau mà phải sống bên cạnh nhau thì cũng có ngày xảy ra đại họa. Thứ 8, ngũ ấm thành khổ. Ngũ ấm hay còn được gọi là ngũ uẩn, có nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc thì thuộc về thân, còn thọ, tưởng, hành, thức thì thuộc về tâm. Chúng ta đã thấy thân thì khổ vì sinh, lão, bệnh, tử, đói, khát, nóng, lạnh, còn tâm thì giận buồn, trăm điều phiền lụy. Thân thì vô thường, còn tâm thì vô ngã, cho nên ngũ ấm biến đổi quay cuồng làm cho chúng ta đã đau khổ càng thêm khổ đau. Để cho dễ nhớ, chúng ta tạm chia bát khổ làm ba phần. Khổ về thân thì có sinh, lão, bệnh, tử. Khổ về tâm thì có ái biệt ly khổ, oán tắng hội khổ, cầu bất đắc khổ. Khổ cả thân và tâm, ngũ uẩn thành khổ. Trên đây là phần đại cương của bát khổ mà Đức Phật đã đưa ra trong phần khổ đế. Không phải Đức Phật nói những cái khổ này để chúng sinh tăng thêm nỗi khổ, hay là thôi thả đừng biết cho xong, biết bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu, dễ nhớ, hoặc là chuyện đời thấy vậy thì hay vậy, thà ẩn non cao chẳng biết nghe. Nhưng chính Đức Phật muốn cho chúng ta biết rõ những nỗi khổ ở trần gian để biết cách đối phó khi phải đối diện với nó, và sau cùng là phải tìm phương pháp nào để tiêu diệt tất cả những cái khổ đã mang lại sự phiền não cho chúng ta bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, để xây dựng lại một cuộc sống an vui, tự tại. Tập đế. Trong phần khổ đế, Đức Phật đã cho chúng ta thấy tất cả mọi nỗi khổ trên cõi đời này. Nhưng khác hẳn với triết lý Khổng Mạnh là hữu thân hữu khổ, vô khổ bất thành thân. Giáo lý của Đức Phật không dạy cho con người muốn trở thành người hữu dụng thì phải chấp nhận chịu khổ và rèn luyện con người trong cảnh khổ để đạt một tương lai sáng rạng. Ở đây Đức Phật muốn cho chúng ta biết đâu là nỗi khổ, giàu ở giai cấp nào vẫn lãnh chịu cái khổ như thường. Nghèo thì có nỗi khổ của người nghèo, còn giàu sang thì có cái nhức đầu của kẻ phú quý. Cái khổ nó gắn liền với cuộc sống của chúng ta từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến khi chúng ta lìa bỏ cõi đời này. Nhưng không phải khi thấy đời toàn là khổ ải thì chúng ta than trời trách đất, nhậu nhạt say sưa để quên đi tất cả những nỗi khổ. Bởi vì càng say thì càng khổ, không có ích lợi gì. Muốn hết khổ, phải tận diệt nó. Nhưng làm sao mà có thể diệt trừ chúng nếu chúng ta không hiểu rõ nguyên nhân nào sinh ra cái khổ? Đây chính là giai đoạn thứ hai mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng sinh. Vậy tập đế là bước thứ nhì trong bộ tứ diệu đế, cốt tìm nguyên nhân phát sinh ra sự khổ đau. Vậy thế nào là tập đế? Tập là chứa và dồn thêm mỗi ngày một nhiều hơn, còn đế là sự thật vững chắc. Như thế, tập đế là sự thật vững chắc nói về nguyên nhân của những nỗi khổ đã tích lũy từ lâu đời lâu kiếp trong mọi chúng sinh, và đây chính là cội rễ của sanh tử luân hồi. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần thì tâm của chúng ta phát sinh ra vọng tưởng. Chính những vọng tưởng này đã gieo vào tâm của chúng ta không biết bao nhiêu là phiền não. Đức Phật đã đem tất cả những phiền não này gom lại thành 10 cái chính là tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, biến kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Thứ nhất, tham, có nghĩa là tham lam. Tham là một động lực vô cùng quan trọng, bởi vì chúng nó là nguyên nhân mà ta phải làm đủ mọi cách để thỏa mãn sự ưa thích của nó. Những thứ như tiền tài, danh lợi, vật chất cao sang, cao lương mỹ vị là những cội nguồn phát sinh ra lòng tham. Một khi lòng tham đã nổi dậy, con người bất chấp mọi thủ đoạn, bày ra trăm mưu nghìn kế để thỏa mãn những dục vọng đó. Mà đã nói tới lòng tham thì không thể bỏ sót một điều nữa, là lòng tham thì vô đáy, thâu góp bao nhiêu cũng không vừa. Có một thì muốn 10, có 10 thì muốn 100. Tham cho mình chưa đủ, còn tham cho cả thân bằng quyến thuộc, cũng vì tham mà gia đạo bất hòa, và cũng vì tham mà nhân loại giết hại lẫn nhau. Nhiều người khi thấy lợi nhỏ thì không tham, nhưng khi thấy lợi lớn thì cũng tối mắt như thường. Thứ hai, sân, có nghĩa là nóng giận. Khi dục vọng của con người phát sinh thì lòng tham nổi lên,
Mà nếu chúng ta không thỏa mãn được những tham vọng này thì lòng sân sẽ nổi dậy. Một khi sân đã nổi lên, chúng ta trở thành điên cuồng, nói năng hung dữ, mặt mày bừng bừng sát khí. Bởi vì sân làm cho con người mất đi nhân tính, nên họ có thể làm bất cứ việc gì trong những giây phút đó. Chính cũng vì cái sân này mà đã làm cho bao nhiêu người tán gia bại sản, thân danh bại liệt, vào tù ra khám, thân xác tật nguyền đau đớn. Vì thấy sự nguy hại của nó mà Kinh Hoa Nghiêm nói rằng: nhất niệm sanh tâm khởi, bách vạn chướng môn khai. Có nghĩa là một ý niệm sân hận nổi lên thì cũng như là mở ra trăm ngàn cái nghiệp chướng. Còn đối với người tu Phật thì cái sân còn tai hại biết bao. Bởi thế cho nên Kinh Phật còn chép thêm rằng: nhất tinh chi hỏa, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn. Tạm dịch là một đóm lửa giận có thể đốt hết muôn ngàn mẫu rừng công đức. Thứ ba, si, có nghĩa là si mê, mờ ám. Si chẳng khác nào như là một đám mây đen che lấp lên trên đỉnh trí tuệ của con người. Nếu trí tuệ không còn minh mẫn, ta đâu còn phân biệt được giữa tốt và xấu, tránh với tà. Và đây là nguyên nhân chính để chúng ta tạo ra lắm điều ác nghiệp. Cũng chính vì si mê mà lòng tham trở thành không đáy. Nhưng nếu trí tuệ của chúng ta còn sáng suốt để thấy cái tai hại của lòng tham, thì chúng ta có thể kềm hãm cái tham đó được, chứ đâu có nhắm mắt mà làm nô lệ cho nó và để cho nó tự do hoành hành, thao túng. Cũng vì si mà lửa sân có cơ hội bừng cháy. Nếu chúng ta còn sáng suốt thì khi nào chúng ta lại để cho sân tha hồ tung hoành như vậy? Bởi sự quan trọng của chữ si nên Kinh Phật cũng dạy thêm rằng: bất uy tham sân khởi, duy khung tự giác chỉ. Có nghĩa là không sợ tham và sân mà chỉ sợ si mê. Thật vậy, bởi vì một khi tham sân vừa nổi lên mà chúng ta có đủ trí tuệ sáng suốt để ngăn chặn chúng kịp thời thì tham, sân cũng chẳng làm gì được. Giống như khi có ánh sáng mặt trời bừng lên thì bóng tối tất nhiên phải tự tan biến. Vì sự tai hại trầm trọng của tham, sân, si cho nên Đức Phật đã gọi chúng là tam độc. Chính cái tam độc này cũng còn được gọi là các căn bản bất thiện, bởi vì nó là cội nguồn để sinh ra ác nghiệp và đưa đẩy con người lún sâu vào sinh tử luân hồi. Thứ tư, mạn, có nghĩa là ngạo mạn. Khi một người không có đức độ, thuộc hạng tham danh háo sắc, thường phát sinh trong tư tưởng của họ những dục tính như tự nâng mình lên cao và hạ người khác xuống. Họ tự cho mình là quan trọng mà khinh rẻ mọi người. Lúc nào họ cũng tự cao tự đại, dương dương tự đắc, mục hạ vô nhân, hỗn láo với người trên và khinh mạt kẻ dưới. Vì mang bản tính cao ngạo như thế, cho nên không ai nói mà họ nghe, cho dù là lời hay lẽ thiệt. Do đó họ đã làm nhiều điều sai quấy, tạo ra ác nghiệp và dĩ nhiên là trầm luôn trong lục đạo luân hồi. Thứ năm, nghi, có nghĩa là nghi ngờ, không có lòng tin. Những người có lòng nghi ngờ thì khó mà thành công được. Bởi vì từ việc nhỏ đến việc lớn, lúc nào họ cũng không tin tưởng ai cả. Mà một khi đã không tin tưởng thì không nhất tâm làm việc, và như thế làm sao tạo kết quả tốt được. Những người có lòng nghi hoặc là loại người thiếu chân thật và không áp dụng trí tuệ một cách sáng suốt để phân biệt ai là chánh, ai là tà, hoặc đâu là tốt, đâu là xấu. Với tính nghi kỵ này sẽ làm cho người chung quanh của ta bực bội, không thành thật đối đãi với ta, và dĩ nhiên tự ta chuốc lấy thêm khổ. 6. Thân kiến. Nhìn nhận cái thân tứ đại là trường tồn bất biến, vì không thông hiểu luật vô thường vô ngã, cho nên chúng ta nghĩ rằng trong ta có một cái ta riêng biệt, chắc chắn và không biến đổi. Bởi vì nó là cái ta riêng của chính ta, không dính dấp tới người khác, cho nên chúng ta tìm mọi cách để thỏa mãn bất cứ những gì của cái ta đã thích. Chúng ta xây nhà cao cho cái ta ở, sắm xe đẹp cho cái ta hưởng thụ, mua món ngon vật lạ cho cái ta dùng, tranh công giành chức cho cái ta hãnh diện. Do sự quý trọng và cung phụng cho cái ta như thế mà chúng ta đã tạo ra không biết bao nhiêu điều tội lỗi, chà đạp lên bao nhiêu cái ta khác và làm cho họ đau khổ cũng chỉ vì cái ta của ta. Thứ bảy, biện kiến, có nghĩa là lý luận một chiều. Đây là nói về những người có lý luận độc đoán. Họ nghĩ rằng lý luận của họ là đúng nhất, bất chấp là lý luận ấy thực sự có đúng hay không. Có hai loại biện kiến thường thấy là: A, thường kiến,
là họ lý luận rằng khi chết rồi, cái ta vẫn còn tồn tại mãi mãi. Người chết sẽ sanh ra người, còn súc vật chết sẽ trở lại làm súc vật, và thánh nhân chết sẽ trở lại làm thánh nhân. Vì tin tưởng như vậy nên đối với họ, có tu hay không tu cũng như nhau. Họ không sợ tội ác nên chẳng cần làm thiện. B. Đoạn kiến. Đối với nhóm này, họ nghĩ rằng chết là hết. Một khi chúng ta tắt thở, nhắm mắt xuôi tay thì không còn gì tồn tại nữa. Lúc đó tội cũng không, mà phước cũng chẳng còn. Họ luôn luôn tâm niệm rằng tu nhân đức già đời cũng chết, hung hăng bạo ngược tận số cũng chẳng còn. Vì tin tưởng như thế nên luật nhân quả luân hồi đối với họ không còn ý nghĩa gì cả. Thành thử họ mặc tình làm điều tội lỗi. Thứ 8. Kiến thủ. Có nghĩa là cố chấp. Vì chúng ta là phàm phu, cho nên trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có những hành vi sai quấy và có những ý kiến sai lầm. Nhưng vì cố chấp, chúng ta không dùng trí tuệ sáng suốt để phân minh, mà cứ bảo thủ hành vi ý kiến của riêng mình. Chúng ta tự cho mình là hay, là giỏi, và những người này dễ bị đụng chạm tự ái. Cũng chính bởi tính bướng bỉnh cứng đầu này mà họ đã gây ra nhiều đau khổ. Thứ 9. Giới cấm thủ. Có nghĩa là làm theo lời răn cấm của những tà giáo. Những giáo điều này đôi khi thật là vô lý, mê muội, nhưng vẫn làm cho một số người lầm tưởng đó là con đường giải thoát cho họ. Chân lý của Đức Phật là phá mê khai ngộ. Nếu dựa vào chân lý này, người tu sẽ phát sinh ra trí tuệ, và trí tuệ là những tia sáng mặt trời để đốt tan những bóng đen mê muội, ngỏ hầu giúp cho chúng ta phân biệt đâu là chính, đâu là tà. Thứ 10. Tà kiến. Có nghĩa là nghe theo tà giáo để làm những việc không chính đáng và trái với luật nhân quả. Những người có tà kiến thường tin vào mê tín dị đoan, chẳng hạn như xin xăm, bói quẻ, coi sao, cúng hạn. Mê tín dị đoan và giáo lý nhà Phật không thể nào đồng hóa nhau được. Tại sao? Phật giáo thì lúc nào cũng chủ trương là cuộc đời của chúng ta luôn luôn gắn liền với nghiệp căn và nghiệp quả. Chúng ta là kết quả của căn nghiệp mà chúng ta đã tạo nên. Thành thử xin xăm, bói quẻ hay coi sao cúng hạn cũng không thay đổi được nghiệp quả mà chúng ta đã tạo ra. Thử ngẫm nghĩ như thế này: nếu những người bói quẻ cúng sao có thể thay đổi được số mệnh cho họ, thì chính họ đã có cuộc sống sung sướng giàu sang. Do đó họ phải ở nhà lo hưởng thụ, chớ ngu gì phải đi ngồi đầu đường xó chợ để kiếm từng đồng từng cách. Chính họ mà còn không thể giúp được cho họ thì làm sao họ có thể giúp cho chúng ta? Nếu chúng ta tin vào họ thì chúng ta chỉ phí thì giờ và làm cho tâm thêm mê muội, cũng như làm giàu cho bọn người lười biếng nói khoác mà thôi, chứ không mang lại kết quả gì cả. Nếu chúng ta muốn cuộc sống hiện tại khá hơn, tương lai thêm tươi sáng, thì chỉ có một con đường duy nhất là tạo cho mình thật nhiều thiện nghiệp, luôn luôn phát tâm bồ đề, và dĩ nhiên phải tránh xa ác nghiệp. Tóm lại, trong 10 món phiền não trên thì tác dụng của nó có phần khác nhau. Có thứ thì yếu ớt nông cạn, dễ dàng trừ khử, và có thứ thì sanh cội, sanh dễ, khó khăn khử trừ. Đức Phật đã chia tất cả 10 loại phiền não này ra thành 2 loại: kiến hoặc và tư hoặc. Thứ nhất, kiến hoặc. Kiến là sự thấy biết từ bên ngoài, vì thế kiến hoặc là những cái sai lầm về mê lý và vọng chấp từ bên ngoài mà thấm vào trong tâm của chúng ta. Do đó, một khi con người đã thấu suốt chân lý của Đức Phật thì những mê lầm này sẽ từ từ biến mất. Thứ hai, tư hoặc. Tư là phần bên trong, tức là tâm tư. Vì thế tư hoặc là những điên đảo mê lầm đã có sẵn trong tâm thức của con người. Đây là nói đến 4 loại phiền não thuộc loại nặng ký. Chúng nó có khả năng ăn sâu vào tận gốc rễ và rất khó tiêu trừ. Đó là tham, sân, si, mạn. Tham, sân, si, mạn gắn liền với con người như hình với bóng. Hễ có con người là có nó, và mình đi đâu nó theo đó. Chúng nó ăn sâu vào trong tiềm thức của chúng ta để sai khiến, đọa đày, và bắt chúng ta phải thỏa mãn những dục tính, nhu cầu của nó. Càng nghe lời nó, chúng ta càng sa vào vòng sanh tử luân hồi bởi những ác nghiệp mà chúng ta đã gây ra. Nhưng cổ nhân cũng có câu: cao nhân tắc hữu cao nhân chỉ. Cho nên dù nó có nguy hiểm như thế nào, nhưng nếu chúng ta chỉ công tu hành thì 4 món độc kia sẽ bị tiêu trừ.
diệt đế. Qua hai phần khổ đế và tập đế, chúng ta đã quen thuộc với đời là biển khổ và nguyên nhân nào đưa đến những cảnh khổ này. Nói như thế, không phải Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy đời là biển khổ để chúng ta nhìn cuộc đời này toàn là một màu đen âm u ảm đạm và không có chút ánh sáng. Sống như thế thì ích lợi gì? Và chân lý như vậy thì làm sao mà gọi là chân lý tối thượng cho được? Xin trả lời rằng, giáo lý nhà Phật là một giáo lý hoàn toàn viên mãn để mang lại hạnh phúc chân thật cho tất cả mọi người. Đứng về phương diện tâm lý thì Đức Phật cho ta thấy rằng, khi đói mình mới thấu hiểu được giá trị lúc được no, cũng như kẻ nghèo sẽ sung sướng khi được giàu sang, và khi đau ốm mới thấy giá trị của lúc còn lành mạnh. Cùng một ý nghĩa đó, đạo Phật không phải chỉ giới thiệu những cảnh khổ ải, thê lương để gieo vào lòng của chúng ta sự chán đời và tuyệt vọng, mà có mục đích để khai thị cho chúng sinh biết rõ tận căn cơ của mọi sự khổ để tìm phương pháp đạt đến một chân hạnh phúc và chứng được niết bàn. Trong thế gian này, chúng ta thường thấy có hai hạng người. Hạng người thứ nhất là họ nhìn cuộc sống này với một tư tưởng lạc quan. Họ rất yêu đời bởi vì họ đang hưởng thụ giàu sang phú quý và công danh thành đạt. Cuộc đời này đối với họ lúc nào cũng đẹp như bài thơ, nên họ không cần phải tu nhân, tích đức và lo cho ngày mai. Họ nghĩ rằng với sự giàu có như vậy thì người khác cần đến họ, chứ họ chẳng cần đến ai. Đối với những người này thì vật chất, tiền tài và danh vọng đã làm cho tâm trí của họ bị lu mờ. Họ chỉ thấy ngày nay mà quên đi ngày mai. Họ chỉ biết hiện tại mà không nghĩ gì đến kiếp tương lai. Phật giáo gọi họ là những kẻ không sáng suốt, mê muội. Tại sao thế? Chúng ta thấy trên thế gian này có ai giàu sang quyền thế hơn vua Tần Thủy Hoàng ngày xưa chưa? Vậy vua nhà Tần bây giờ ở đâu? Có lẽ ông ta đã tiêu ma thành cát bụi từ mấy ngàn năm rồi, còn đâu nữa mà an hưởng. Nên nhớ là cuộc đời tạm bợ mà chúng ta đang sống này chẳng khác chi là quán trọ, chứ đâu phải là nhà. Họ có thể sung sướng ngày nay hoặc là kiếp này, nhưng ngày mai, kiếp sau thì sao? Họ có thể thoát ra khỏi cảnh ốm đau dài yếu được không? Còn thân tứ đại của họ kéo dài được bao lâu để cho họ an hưởng? Cái sung sướng vật chất tạm bợ có phải là sung sướng chân thật không? Hay là càng giàu thì càng lo, càng trèo cao thì càng té nặng? Thứ hai, còn hạng người thứ hai là loại người thông minh và có trí tuệ sáng suốt. Thật vậy, chỉ có sự thức tỉnh sáng suốt mới cho chúng ta thấy đâu là mê, đâu là thật. Không phá mê thì làm sao mà khai ngộ cho được. Những hạnh phúc trên trần gian này đều là sự sung sướng giả tạo. Bởi vì khi vừa mới chớm thấy sung sướng thì chúng ta đã lo lắng bồn chồn, không biết sự sung sướng này sẽ kéo dài được bao lâu. Lo lắng là đau khổ, chứ ai gọi là sung sướng bao giờ. Thế thì chưa thấy sung sướng mà đau khổ đã hiện lên rồi. Người thông trí tuệ thì biết rằng mọi cấu tạo trên thế gian đều là vô thường, bao gồm cả cái thân tứ đại của chúng ta. Một khi đã là vô thường thì làm sao mà tồn tại bất biến mãi mãi cho được. Nay có, mai không, lúc ẩn lúc hiện, biến chuyển quay cuồng theo thời gian. Vậy đâu là chân hạnh phúc? Đây là điểm hay nhất trong toàn bộ giáo lý của Đức Phật, vì nó là cứu cánh của chúng sinh khi tu đạo. Thử nghĩ cả đời chúng ta cố gắng tu hành mà cuối cùng không đạt đến chỗ này được thì thực là uổng công phí sức. Cũng như người học sinh, cho dù có học hành cực khổ cách mấy mà không thi đỗ thì chẳng ích lợi gì. Công trình rồi mài kinh sử chẳng khác nào như dã tràng xe cát biển đông mà thôi. Chỉ khi nào chúng ta chứng được chân hạnh phúc, lúc đó chúng ta mới thật sự đạt được hạnh phúc viên mãn và không còn bị chi phối bởi luật sanh tử luân hồi, cũng như không còn phiền não chấp trước đeo đuổi ta nữa. Vậy thế nào là chân hạnh phúc? Phật giáo không dạy cho con người những hạnh phúc tạm bợ nhất thời của thế gian, vì chính nó là cội nguồn của biết bao nhiêu lo âu phiền não và khổ đau sau này. Chẳng hạn như chúng ta vừa mới mua một cái nhà thật sang, thật đẹp, ngày tân gia chắc chắn phải là ngày mà gia đình hãnh diện và hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc này kéo dài được bao lâu? Vài tháng sau thì chủ nhà phải lo lắng, nào là tiền nhà, tiền thuế, tiền bảo hiểm, tiền bảo trì và bao nhiêu món tiền khác liên quan đến căn nhà này.
Vậy cái hạnh phúc nhất thời trong vài tháng đầu tiên có phải là cội nguồn của biết bao nhiêu lo lắng buồn phiền của những năm tháng sau này không? Vì thế, hạnh phúc mà Đạo Phật nhấn mạnh ở đây chính là sự an lạc, thanh tịnh trong tâm của con người. Đây chính là Niết Bàn trong trần thế vậy. Sau cùng, diệt đế là chân lý chân thật, chắc chắn và giúp cho chúng sinh đạt được một hạnh phúc chân thật viên mãn. Một khi chúng sinh chứng được quả vị này, thì chúng sinh đó đã chứng được Niết Bàn vậy. Nhưng trước khi nói về Niết Bàn, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị tất cả những giai đoạn từ lúc mới bắt đầu tu cho tới khi đạt đến quả vị Bồ Tát và Phật. Vâng, đây không phải là việc dễ dàng mà đạt được. Nhưng nếu chúng ta cố gắng trì công, thì giấc mơ kia một ngày nào đó sẽ biến thành sự thật. Bởi vì ngày xưa, Nguyễn Bá Học cũng nói, đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông, hay là không sợ bông hồng kia có quá nhiều gai, mà chỉ sợ trong những gai kia không có một đóa hoa hồng mà thôi. Thật vậy, Đức Phật đã hiểu rõ sự khó khăn này, cho nên Ngài đã chế ra 84.000 pháp môn khác nhau để giúp cho chúng sinh tùy theo căn cơ và khả năng của mình mà cố gắng tu hành, ngõ hầu đạt thành chánh quả. Do đó mới có câu, nắm lấy chuỗi tràng, trần niệm dứt, nghiễm nhiên thành Phật đã từ lâu. Vậy chúng ta phải qua những giai đoạn nào? Tu gia hạnh. Đây là giai đoạn khởi đầu trong cuộc đời tu hành của chúng ta. Việc đầu tiên là phải thông qua giáo lý căn bản của Đạo Phật. Bắt đầu từ luật nhân quả luân hồi, thuyết vô thường vô ngã, nghiệp căn và nghiệp báo, từ bi hỷ xả, bố thí trì giới và cuối cùng là tứ diệu đế. Một khi quý vị đã nắm chắc những điều căn bản đó, thì những điều thấy biết sai lầm điên đảo sẽ tan biến mất. Tuy nhiên, muốn trừ bỏ tất cả mọi kiến hoặc, chúng ta cần phải có nhiều thì giờ tu tập để loại mọi thành kiến mê lầm của phàm phu mà đến thánh trí để dự vào vòng thánh quả. Thứ nhất, tu đà hoàn. Một khi đã qua được giai đoạn đầu, thì ý thức của chúng ta đã sáng suốt, không còn bị mê lầm nữa. Tuy nhiên thất thức vẫn còn chấp ngã, cho nên chúng ta vẫn còn nằm trong vòng luân hồi sanh tử. Một khi phá được cái chấp ngã, chúng ta đã chứng được vị tu đà hoàn. Thứ hai, tư đà hàm. Sau khi chứng được quả tu đà hoàn ở trên, có nghĩa là chúng ta đã loại được kiến hoặc nhưng chưa đụng tới tư hoặc. Tư hoặc là loại nạn ký và gồm có 9 phần là hạ hạ, hạ trung, hạ thượng, trung hạ, trung trung, trung thượng, thượng hạ, thượng trung, thượng thượng. Nếu chúng ta đạt được 6 phần đầu thì quý vị đã chứng được tu đà hàm. Đây quả là vị thứ hai trong Thánh Văn Thừa. Thứ ba, Ana hàm, tạm dịch là bất lai, có nghĩa là không trở về cõi dục nữa. Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng của kẻ tu hành, bởi vì khi bước qua ngưỡng cửa này, họ không còn ảnh hưởng của sự sanh tử nữa. Họ sẽ không còn bị tái sanh, trừ phi chính họ phát nguyện trở lại cõi này để độ sanh. Nếu chúng ta cố gắng đạt 3 phần còn lại của tư hoặc, thì quý vị đã chứng được quả A-na-hàm. Thứ tư, A-la-hán. Khi chúng ta đã bỏ được những mê lầm của kiến hoặc và tư hoặc, thì việc sau cùng là phải cố gắng loại bỏ phần còn lại của mê lầm là vi tế hoặc. Đối với tham vi tế, chúng ta có thể dùng thiền định để đạt minh tâm kiến tánh hoặc niệm Phật cho đến khi nhất tâm bất loạn để chế phục và tiêu diệt nó. Đối với sân vi tế, đối với loại này thì thật khó mà nhận biết được những hiện tượng nhỏ nhặt này, bởi vì nó chỉ phát hiện dưới hình thức tiềm năng. Chẳng hạn như đôi khi chúng ta cảm thấy chán nản, buồn bực mà không hiểu tại sao, những tình cảm này xuất hiện rất yếu ớt, đến nỗi chúng ta chỉ có thể cảm nhận được nó một cách mơ hồ, hoặc là đôi khi không thể nhận biết được. Để trừ sân vi tế, con người phải phát tâm bồ đề, tham thiền hay niệm Phật để làm cho tâm trong lành hiền hòa. Cố gắng làm cho mọi người được an vui thì tâm của họ sẽ an tịnh. Đối với si vi tế, chúng sinh phải phát huy trí tuệ để giúp cho tâm thanh tịnh, bởi vì trí tuệ lúc nào cũng thắng vô minh. Khi đã loại bỏ mọi vi tế, chúng sinh đã chứng được quả A-la-hán. Đây là quả vị cao nhất trong Thanh Văn Thừa. Đến đây, quý vị có phước đức hoàn toàn, trí tuệ cao cả,
không còn bị phiền não quấy phá và dĩ nhiên không bị luân hồi sanh tử chi phối nữa. Đối với con người, thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử là một thành công vĩ đại, bởi vì họ không bị sống chết khổ đau lo buồn và sợ hãi chi phối nữa. Khi đã chứng được quả vị A-la-hán thì chúng sinh có hai chọn lựa. Thứ nhất, nếu chúng sinh thỏa chí với địa vị này mà không muốn phát tâm tu thêm để đạt những quả vị cao hơn thì được gọi là bất hối tâm đơn A-la-hán. Thứ hai, nếu chúng sinh có lợi căn lợi trí và muốn phát tâm tu luyện thêm chứ không tự mãn ở địa vị đã chứng thì được gọi là hồi tâm đại A-la-hán. Thêm một điểm nữa là khi tu luyện, hễ chúng ta đoạn trừ mê lầm được chừng nào thì chứng quả đến chừng ấy, chứ không phải chờ sanh qua kiếp khác mới chứng được quả kia đâu. Một khi chúng ta chứng được quả tu đà hoàn thì chúng ta có được năm phép thần thông sau đây. Thứ nhất, thiên nhãn thông là có nhãn lực nhìn thấy khắp muôn loài cùng sự sanh hóa trong thế gian bao la hiện tại. Thứ hai, thiên nhĩ thông là có nhĩ lực để nghe khắp mọi nơi bao gồm loài người và loài vật. Thứ ba, tha tâm thông là có tâm lực biết được tâm niệm sở cấu của kẻ khác. Thứ tư, túc mạng thông là có trí lực hiểu biết các kiếp trước của mình. Thứ năm, thần tức thông là có thể thu nhận được thần thông tự tại như ý muốn. Năm phép thần thông này tuy có phần đặc biệt hơn người thường nhiều nhưng chưa đạt được điểm quan trọng nhất là lậu tận thông, bởi vì chứng được lậu tận thông sẽ mang đến trí tuệ thông suốt của ba đời, không còn bị các phiền não làm ngăn cản và thoát ra được cảnh sanh tử luân hồi. Chỉ có những vị A-la-hán mới chứng được quả vị này. Sau cùng, Đức Phật dạy cho chúng sinh phải trải qua 55 quả vị thì mới thành Phật được, đó là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh, thập địa và sau cùng là đẳng giác. Song song với 55 quả vị này, chúng sinh còn phải đương đầu với 50 món ma, và đây là những điều nguy hiểm nhất trên đường tu hành. Chúng ta hiện tại đang sống trong thời mạt pháp, thành thử không có gì là lạ khi chúng ta nghe có người tự xưng mình là Bồ Tát này hay Quán Thế Âm nọ. Đức Phật khi còn sanh tiền đã nghiêm cấm các đệ tử của Ngài về việc mạo xưng này. Phật dạy rằng, A Nan, chính thật Bồ Tát hay A-la-hán thị hiện mà còn không cho người biết, tại sao những người phàm phu lại dám mạo nhận xưng mình là Phật hay Bồ Tát, cũng như người cùng đinh mà mạo xưng mình là đế vương thì sẽ bị tội tru diệt. A Nan, nếu người tu hành không đoạn trừ đại vọng ngữ mà muốn được đạo thì cũng như người tự cắn cái rốn của mình, làm sao mà cắn được. Khi nói về tâm phiền não, tâm ô nhiễm, có người hỏi, nếu tâm này tức là tâm ô nhiễm bị diệt thì lấy gì để tiếp tục tu hành? Xin thưa, tâm của chúng ta có hai phần, chân thể và vọng tưởng. Khi diệt thì chúng ta chỉ diệt được cái tâm vọng tưởng mà thôi, chứ không phải diệt cái chân thể của tâm. Cũng như vì gió mà làm cho nước nổi sóng, nếu gió ngừng thì sóng sẽ lặn, chứ nước không bị diệt. Niết bàn. Cuộc đời của con người lúc nào cũng lặn hụp trong bể khổ. Cái khổ này nó kéo dài từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến khi già chết. Chính vô minh đã làm cho tâm của chúng ta bị mê muội điên đảo, và cũng chính cái vô minh này đã là cội nguồn phát sinh ra mọi sự phiền não, mà khổ đau là tác phẩm của nó. Muốn tận diệt toàn diện mọi khổ đau, chúng ta phải tận diệt nguyên nhân nào đã đưa đến những sự đau khổ này, ngõ hầu tìm thấy được một chân hạnh phúc và sau cùng chứng được Niết Bàn. Khi Đức Phật còn tại thế, giáo lý của Ngài được truyền bằng khẩu thuyết. Sau khi Ngài nhập diệt thì những đại đệ tử như Ngài Ca Diếp, A Nan, Ưu Bà Ly cũng tiếp tục truyền đạo bằng khẩu thuyết cho đến kỳ kết tập lần thứ ba, tức khoảng 274 năm trước Tây Lịch, thì giáo lý mới được soạn thảo bằng văn tự. Phật giáo lúc bấy giờ chia làm hai nhánh, phía Nam thì ghi chép bằng tiếng Pali, còn phía Bắc thì chép bằng văn phạm. Vậy Niết Bàn là gì? Trong hầu hết những kinh điển của Pali hay tiếng Phạn, không có một sách nào giải thích rõ ràng ý nghĩa của chữ Niết Bàn cả. Thật ra ngôn ngữ của con người thì giới hạn, còn ý nghĩa của Niết Bàn thì siêu việt mênh mông. Thêm nữa, Niết Bàn thì không có hình dáng để diễn tả, không có ngôn ngữ để nói.
vì nó vượt ra ngoài những hiện tượng thực thể của con người. Do đó, chúng ta dùng ngôn ngữ thường mà diễn tả nó thì khó mà thấu hiểu được. Nhưng chính Đức Phật đã dạy rằng, ta sẽ dạy chúng sinh về chân lý tối thượng và con đường dẫn đến chân lý tối thượng này. Chân lý tối thượng này tức là Niết Bàn vậy. Vậy thế nào là chân lý tối thượng? Chân lý tối thượng dựa theo Đức Phật là trong thế gian này không có cái gì là tuyệt đối, bởi vì không có cái gì mà mãi mãi trường tồn bất biến được. Hễ có sinh là có diệt, mọi vật biến chuyển không ngừng, và tất cả đều là vô thường vô ngã, kể cả cái ta của chúng ta. Một khi đã trừ bỏ được những vọng tưởng chấp trước và dập tắt được tất cả mọi dục vọng của tham, sân, si để đạt đến cảnh tịch diệt, tức là vắng lặng an lành, thì Niết Bàn sẽ hiện ra. Nói một cách khác là chúng ta đã chứng được Niết Bàn rồi. Thêm nữa, vì là chúng sanh cho nên chúng ta cứ mãi lặn hụp trong biển sanh tử luân hồi. Nếu chúng ta chặt đứt được vòng sanh tử thì Niết Bàn sẽ xuất hiện. Vậy sanh tử là khổ đau, còn Niết Bàn là an lạc. Sự khổ đau và an lạc tuy hai nhưng là một. Tại sao? Chẳng hạn như có người đôi vai thì gánh nặng mà đường vẫn còn xa, làm cho họ nhọc nhằn vô kể. Nếu để được gánh nặng xuống nghỉ thì họ cảm thấy nhẹ nhàng an vui. Cái nhọc nhằn và an vui là có sẵn trong họ, chứ đâu phải tìm ở đâu xa. Một khi họ bỏ gánh nặng xuống, tự nhiên nhọc nhằn sẽ biến mất và an vui từ từ hiện đến. Cũng như cuộc đời của chúng ta vậy, một khi ta hết khổ thì cái vui lại đến, chứ không phải cái vui được đem đến từ nơi nào khác. Niết Bàn và sanh tử cũng thế, nếu diệt được sanh tử thì chúng ta chứng được Niết Bàn. Trong cuộc sống, chúng ta tạo ra nghiệp căn thì chính cái nghiệp này sẽ dẫn dắt chúng ta đi qua đi lại trong tam giới, lên xuống trong sáu đường, lanh quanh lẩn quẩn không biết bao giờ mới thoát khỏi. Nếu chúng ta khéo tu và đừng tạo nghiệp thì bánh xe luân hồi cũng theo đó mà dừng. Vậy chạy theo nghiệp căn là sinh tử, còn dừng nghiệp là Niết Bàn. Do đó, muốn chứng được Niết Bàn phải chấm dứt tạo nên căn nghiệp. Thật vậy, người mà chứng được Niết Bàn thì thật là hạnh phúc viên mãn. Cuộc sống của họ hoàn toàn tự tại, họ không còn phiền não, không còn đau khổ, bởi vì tham, sân, si không còn trong họ nữa. Họ không còn lo lắng về quá khứ và cũng chẳng quan tâm về tương lai, mà chỉ sống an vui tự tại trong đời này. Đối với họ, không có ác nghiệp mà chỉ toàn là thiện phước. Cuộc sống của họ chỉ có vị tha, bởi vì vị kỷ đã bị tiêu diệt lâu rồi. Họ đem lòng nhân từ, tình thương, thông cảm và tha thứ để đối đãi với mọi người. Phần lớn những tôn giáo chính trên hoàn cầu này đều xác nhận là con người chỉ được lên thiên đàng sau khi mình đã chết. Nhưng chỉ có Phật giáo là bảo đảm chúng sanh có thể chứng được Niết Bàn trong lúc còn đang sống, chứ không phải đợi sau khi chết mới chứng được. Có người nói rằng Đức Phật đi vào Niết Bàn sau khi Ngài chết. Khi họ nói đi vào Niết Bàn thì tự nó đã gieo vào ý nghĩ của chúng ta một sự tưởng tượng mơ hồ về Niết Bàn, bởi vì chữ đi vào dùng để diễn tả một thực cảnh tồn tại ở đâu đó. Nhưng Niết Bàn không phải là cảnh giới mà chỉ là hư không. Do đó, nếu nói Đức Phật đi vào Niết Bàn hay nhập Niết Bàn thì thật là mơ hồ khó hiểu. Đối với cái chết của Đức Phật thì gọi là nhập diệt, và người chứng được Niết Bàn thì gọi là A-ra-hán. Có nhiều người nghĩ rằng Niết Bàn là cảnh giới xa xôi đẹp đẽ như cảnh Tây Phương Cực Lạc. Họ cố cầu xin Phật, Bồ Tát đưa họ đến Niết Bàn để được an vui sung sướng. Đôi khi còn tệ hại hơn nữa, họ còn tìm đến những vị minh sư đạt đạo nhờ truyền pháp hoặc độ trì cho họ được Niết Bàn. Họ không ngờ hết nghiệp tức là Niết Bàn, nhưng nghiệp là do chính mình tạo ra, mà muốn kẻ khác giúp thì làm sao mà đạt được. Chỉ cần họ tu thập thiện nghiệp và chấm dứt tạo ra căn nghiệp thì Niết Bàn sẽ hiện ra ngay. Nói cách khác, tâm thức lăng xăng của chúng ta là chủ động tạo nghiệp. Nếu khéo tu làm cho nó yên lặng thì Niết Bàn sẽ xuất hiện tức thì. Tâm thức dừng ngắn thì được Niết Bàn ngắn, dừng lâu thì được Niết Bàn lâu, còn dừng lại hẳn thì được Niết Bàn mãi mãi. Rồi có lý luận thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng không thể nào hiểu nổi Niết Bàn cho đến khi chính chúng ta chứng được nó. Cũng như người đang nằm mộng,
chỉ có họ mới hiểu rõ giấc mơ của họ. Cho dù người nằm kế bên vẫn không hề hay biết giấc mộng của họ như thế nào. Một thí dụ khác là khi chúng ta uống một tách trà vừa nóng vừa thơm ngon, các thích thú khi thưởng thức hương vị thơm tho của tách trà, chỉ có một mình ta cảm ứng được mà thôi. Cho dù chúng ta dùng ngôn ngữ để giải thích cho người bạn ngồi đối diện cũng không bao giờ thành công được. Niết bàn cũng thế, chỉ có người nào nghiệm chứng được sự thanh tịnh, an lạc của niết bàn thì chỉ có một mình kẻ đó mới biết được sự huyền diệu của nó mà thôi. Đạo đế. Đạo đế đóng một vai trò tối quan trọng trong toàn bộ tứ diệu đế nói riêng và giáo lý đạo Phật nói chung. Chúng ta đã biết rõ những nỗi khổ đau và nguyên nhân dẫn đến những sự khổ đau này. Nếu Đức Phật không dạy cho chúng ta những phương pháp thực tiễn để diệt trừ tất cả mọi sự khổ đau đó, để tìm thấy một chân hạnh phúc, thì sự biết ở trên chẳng giúp ích gì cả, mà còn làm cho chúng ta khổ đau thêm. Chân hạnh phúc mà Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta thấy ở đây chính là hạnh phúc viên mãn tự tại của cuộc sống này và hạnh phúc mãi mãi cho tương lai, để không còn vướng bận bởi luân hồi sinh tử nữa. Chúng ta phải tu luyện để đánh tan mọi vọng tưởng chấp trước trong tâm, dùng trí tuệ sáng suốt để tiêu diệt tham sân si ái dục, để biến cuộc sống của chúng ta từ nô lệ cho vật chất trở thành thanh cao và ý nghĩa, cải đổi con người từ ích kỷ mê muội trở thành vị tha và rộng lượng. Phải coi hạnh phúc của người là hạnh phúc của chính mình. Tất cả những phương pháp nói trên đều nằm trong phần đạo đế này cả. Vậy chúng ta phải hiểu rằng đạo đế là con đường dẫn chúng sinh đến nơi hạnh phúc, để sống trong cảnh giới an vui tự tại cho ngày nay và cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh và toàn mỹ cho ngày sau. Đức Phật đã chia đạo đế ra làm 7 phần khác nhau. Căn cơ của chúng sinh thì không ai giống ai cả. Có người thì chậm chạp, còn có kẻ thì nhanh nhẹn. Có người thì thông minh, nhưng có kẻ lại lù khù. Trong cuộc đời hành đạo suốt 49 năm, chính Đức Phật đã thâu nhận không biết bao nhiêu là đệ tử. Ngài thừa hiểu căn cơ thâu nhập giáo lý của mỗi người mỗi khác, nên khi chế ra đạo đế, Ngài đã cẩn thận chia nó ra thành 7 phần để tùy theo khả năng của mỗi người mà tu học. Mặc dù Đức Phật chia đạo đế làm 7 phần, nhưng tự chung thì phần này có những điểm nằm trong phần kia và ngược lại. Vậy 7 phần đó là: thứ nhất, tứ niệm xứ; thứ hai, tứ chánh cần; thứ ba, tứ như ý; thứ tư, ngũ căn; thứ năm, ngũ lực; thứ sáu, thất bồ đề; thứ bảy, bát chánh đạo. Nếu cộng 7 phần này lại thì có tất cả 37 phẩm, hay là 37 phẩm trợ đạo của Thanh Văn Thừa.